Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ thảo luận cho ý kiến về 10 nội dung thuộc hai nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể, trong đó có việc thực hiện công tác chuẩn bị đại hội 14 của Đảng các văn kiện trình đại hội 14 của Đảng với vị trí báo cáo chính trị là trung tâm. Tổng kết 40 năm đổi mới là báo cáo rất quan trọng để chắt lọc tinh hoa đưa vào văn kiện đại hội 14. Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội, báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng là các báo cáo chuyên đề. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, làm sáng tỏ để đi đến những thống nhất cho những nội dung quan trọng này. Về phương hướng giải pháp chiến lược, tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm lưu ý cần tập trung hoàn thiện quan hệ sản xuất trọng tâm là tinh gọn bộ máy tổ chức đảng nhà nước quốc hội các tổ chức chính trị xã hội để hoạt động hiệu lực hiệu quả đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng để đưa dân tộc ta tiến lên đẩy mạnh phân cấp phân quyền với phương châm địa phương quyết địa phương làm địa phương chịu trách nhiệm trung ương chính phủ quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra giám sát Tại hội nghị lần này, Trung ương tiếp tục cho ý kiến về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng. Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác nhân sự Đại hội 14 là công việc hệ trọng, là then chốt của then chốt. Có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tổng bí thư Chủ tịch nước tin tưởng, Ban chấp hành Trung ương sẽ đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử vẻ vang của Đảng và truyền thống cha ông để làm thật tốt với tinh thần công tâm, trong sáng, khoa học, khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng, đặt lên hàng đầu lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 20 tháng 9.